Cháy lớn sát bên ký túc xá khiến nhiều sinh viên hú hồn bỏ chạy. Khoảng 1 giờ ngày 18 tháng 4, một kho chứa hàng hóa trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Đám cháy lớn kèm theo hướng gió thổi mạnh mẽ về phía dãy A ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết vào thời điểm này, các sinh viên sống bên trong ký túc xá của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đang ngủ thì bất ngờ thức giấc khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà sát bên ký túc xá. Chỉ ít phút sau đó, nhiều sinh viên phát hiện thấy có lửa bốc lên nên liền nhấn chuông báo cháy, đồng thời hú hồn tháo chạy ra ngoài. Theo báo chí cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 11 cùng các đơn vị khác có mặt triển khai đội hình, vòi nước phun vào đám cháy. Lực lượng chuyên nghiệp dùng 29 xe bao, gồm cả xe thang, cùng 159 cán bộ chiến sĩ chia nhiều hướng tiếp cận, xịt nước, không để hỏa hoạn lan rộng. Do đám cháy lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cháy lan sang ký túc xá sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh. Nhiều giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Được biết đám cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Phát Thành tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, kho chứa hàng diện tích 1.000 m2 đã bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng quận 11 và phòng PC07 vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.